Con tên là Văn Bá Toàn, học sinh lớp 92 trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Năm nay con 15 tuổi. Hiện tại con đang sống với gia đình của chị cả của con. Bố con mất năm 2008 vì bị bệnh dịch tràng phổi. Lúc đó con đang nằm trong bụng mẹ. Tôi tên là Văn Thị Như Ý. Tôi là chị cả của Văn Bá Toàn. Khi bố mất, một mình mẹ không thể gánh vác được hết nên tôi và thêm hai em kế Toàn phải nghỉ học. Con cảm thấy buồn vì con chưa kịp nhìn thấy mặt ba mà ba đã mất rồi. Bàn thờ của ba con đang đặt ở nhà nội vì cho nên khoảng một tháng thì con với anh ra nội để thắp hương cho ba. Mẹ bị đình dịch cách đây 6 tháng mà lúc nữa nhà có ai hết. Sau là có chị bên hàng xóm của ngoài về, chị đi lên qua thử mẹ như răng mà lên là thấy là họ chở mẹ đi vô bệnh viện luôn. Năm bảy bệnh viện cỡ 2 tháng xong rồi xin về. Nhà của tôi không có ai để chăm sóc mẹ nên trong tôi quyết định xin anh chị chồng để em về đây tiền chăm sóc. Con nhìn thấy mẹ như vậy con cảm thấy buồn. Con mong muốn một gia đình có ba và mẹ để lên lặng nhưng điều đó không thể. Nên con rất trân trọng những phút giây được bên mẹ. Tại là gia đình của bé Văn Bá Toàn này là rất khó khăn. Sau thời gian điện nghe mà chị đã bị điện giật đó thì bên tổ đã báo lên bên của Hội Chữ Thập Đỏ phường là vận động tất cả các mạnh thân quân cố gắng hỗ trợ cho gia đình có cái cuộc sống đỡ bớt khó khăn. Buổi sáng con cho mẹ ăn xong rồi đi học về là thấy chị về con là thấy đồ cho mẹ. Rồi buổi trưa con cho ăn rồi con đi học tiếp xong tối về con cho mẹ ăn. Rồi cắt vài tiếng là cũng cho uống sữa, rồi cho mùng cho mẹ đi ngủ. Mọi chuyện trong gia đình đều do chị cả gánh vác. Anh hai của con thì mới đi nhiều về, đang rất cố gắng tìm việc làm nhưng rất khó khăn. Anh ba con đi làm thuê ở Đà Nẵng, thu nhập ít nên không đủ tiền để gửi về nhà. Công việc của tôi là nhận hàng mã về nhà làm, xếp rồi vô bao, rồi đóng gói. Một ngày nữa tôi kiếm được 30 đến 40 ngàn. Nghề nghiệp của chồng tôi hiện tại là làm phụ xe. Lương nếu điều đặn là lương được 6 triệu. Nhiều khi không điều thì được cỡ 3 triệu đến 4 triệu. Tôi có 3 người con. Bé đầu học lớp 1, bé thứ hai 3 tuổi rưỡi. Nhà bé sáu là 7 tháng. Tôi được áp lực về kinh tế. Vì một mình nuôi ba con, mẹ, cả em. Số tiền hàng tháng hai vợ chồng kiếm được lớp. Có tháng nếu làm điều là đủ. Con không có tháng thất nghiệp là không đủ. Nếu như không có chị cả thì cuộc sống của con rất khó khăn. Cho nên là con rất thương chị cả của con. Cho nên là có bị gì trong gia đình thì con đều giúp chị cả của con. Em Toàn có tâm sự với tôi là năm nay em Toàn thi lớp 10 nếu không đủ kinh tế hoặc là thi không đậu nên em Toàn sẽ đi làm thuê. Cho nên là nếu có điều kiện thì tôi sẽ chăm lo cho em Toàn học đến nơi đến chỗ để sau em Toàn có cái nghề ổn định. Ước mơ của con là bác sĩ để cứu giúp những người có hoàn cảnh như mẹ con. Con mong là mình sẽ có điều kiện để tiếp tục học tập và sẽ thực hiện được ước mơ của con. Mẹ ơi, con mong muốn mẹ khỏe mạnh như lúc trước. Con thương mẹ rất nhiều. Con sẽ cố gắng học thật tốt để cho mẹ vui.